nhạc. Em chào tất cả các bác gần xa. Thì nhân dịp năm mới Xuân Nhâm Dần, em xin chúc tất cả cô bác anh chị là một năm mới sức khỏe an khang, rộn ràng tài lộc, đi đây đi đó thuận buồm xuôi gió, cầu gì được đấy, ước gì được vậy. Một năm Nhâm Dần nói cái là muôn phần sức khỏe. Các bác ạ, em trông thế này thôi nhưng mà được cái là con cái là thành đạt. Hai cháu nhà em thì các cháu đều đi Tây cả. Một đứa thì nó đi Canada, một đứa thì nó ở bên Nga. Đấy, thỉnh thoảng thì các cháu nó sang Úc rồi Australia, kể cả sang Italia với Ý. Tại vì các bác thế này, mọi năm mà cứ nhắc đến Tết ấy, là em sợ lắm. Bởi vì sao? Tết thì nào cũng được nghỉ ngơi đâu. Tết đây này phải đi là biếu nọ xén kia, rồi Tết gần, Tết xa, Tết ta, Tết Tây, Tết đây, Tết đó. Đại khái là Tết nhăn, Tết nhó, nói chung là cứ gian khó cái những cái ngày Tết. Nhưng mà nói thật với các bác à, năm nay em lại thích Tết bởi vì sao? Đây các bác xem, trên tay em là một chai rượu. Các bác đoán ngay là chai rượu đúng không? Nhưng cái rượu này nó không phải là rượu bình thường. Rượu này nó là rượu quý các bác ạ. Bởi vì sao? Em nói nhỏ các bác nhé, các bác đừng nói với ai. Là cái chai rượu này em chôn là 25 năm nay rồi. Đấy. Hôm nay em mới đảo lên. Tại vì sao lại em chôn nó lâu thế? Bởi vì các bác nhớ, các bác hứa với em là các bác đừng có nói với ai nhé. Vậy thì em mới dám bật mí. Các bác mà nói thì em còn lâu em mới nói. Thế thì các bác giữ lời hứa nhá. Em giới thiệu các bác, đây là cái chai rượu tiên tiểu chôn 25 năm. Bởi vì ở trong này nó có hai viên ngọc gia bảo rất là quý. Nếu bây giờ mang ra thị trường mà bán mà đổi là em phải được 50 lượng vàng. Đấy, các bác đừng có nói gì, con mụ vợ em mà nó biết cái là nó mà hớt tay trên cái chai rượu này là em sạt nghiệp luôn. Hôm nay thì nói thật với các bác là em muốn là em uống hết cái chỗ rượu này để em lấy hai cái viên ngọc gia bảo này để em làm của hồi môn cho hai cháu nhà em. Vì các cháu nó cũng đến tuổi cập kê lập gia đình rồi. Bây giờ mình già mình ham hố gì đâu. Bây giờ mình cứ uống hết xong lấy hai viên ngọc gia bảo quy đổi ra tiền ra vàng cho các cháu. Đúng không các bác? Già rồi ham hố cái gì? Đấy. Bây giờ em uống đã. Em uống xong rồi em mới lấy cái viên ngọc gia bảo ra. Ôi trời ơi. Phải dùng răng thì nó ra được. Đấy là điều rượu quý nó phải như thế. Đấy, đấy, đấy. Cái gì đấy? Lại chuẩn bị rượu chè đấy. Rượu chè gì đâu? Sắp uống rồi đấy. Sắp uống gì đâu? Bà buồn cười, phải nhìn thấy tôi làm cái gì. Nó chuẩn thì bà mới phát biểu. Đã uống đâu? Đây, tôi vẫn còn dán mác tem đàng hoàng. Mà mác tem này là tôi tự bịa ra. Đấy, để cho người ta biết là rượu này rất quý, chưa bóc tem bao giờ. Tôi mà chưa ra là uống rồi đấy. Cái mồm đang cậy vào cái nắp chai gì đấy. Tôi nói thật với bà, nếu mà có uống thì tôi chỉ uống theo kiểu văn nghệ, kiểu khát nước ấy. Thế sao hôm qua hứa là tôi bỏ rượu rồi cơ mà? Thì tôi nói là tôi làm còn gì nữa. Thì từ sáng hôm qua tôi hứa là từ sáng qua đến chiều hôm nay là tôi không uống. Đến bây giờ thì đúng như thế còn gì. Từ sáng hôm qua đến chiều hôm nay chưa uống giọt nào đúng không? Ấy, ra chậm một tí là hết luôn chai này rồi đấy. Nhưng mà tôi nói với bà này, tại vì sao tôi hứa với bà là tôi bỏ rượu, xong tôi lại tiếp tục tôi uống là vì sao? Vì cái chai rượu này nó quá quý luôn. Bà không biết được cái giá trị của cái chai rượu ấy đâu. Các ông thì rượu nào mà chả quý. Đây, bà nghe đây này, tôi giới thiệu với bà luôn. Chai rượu này được chôn dưới đất 25 năm. Đấy. Nó được cất từ một cái loại gọi là xương đọc. Và cái cốt của con hổ Mã Lai. Lấy đâu ra hổ Mã Lai? Có chứ. Được ba chàng trai là Quang Hải ấy, Công Phượng và Hoàng Đức cất bằng gọi là công nghệ 3.0.
Cái ông này hả? Này, ông đá quá lâu rồi mà vẫn cứ nhớ. Đây còn gì nữa à? Thích quá nhỉ. Nó hay ở cái chỗ đấy. Cho nên tại sao là tôi phải uống mà bà cũng phải uống? Bởi vì nó quá tốt cho người già. Bà có thường dùng giọt không? Thôi. Các ông ấy muốn uống thì nhiều lý do lắm. Lút lá chuối một lúc hết 5 chai. Thôi. Bây giờ ấy, ông đi sang nói chuyện với nhà bác Vượng đi. Năm nay ý, thằng Quang nó về. Nếu mà bác ấy đi xui ý, là thằng Quang con Thái cho cưới luôn. Đúng rồi, nên duyên vợ chồng. Tôi cũng muốn có dâu lắm rồi. Nhưng mà tôi dặn này, tôi đi là tôi cũng rất là lo. Bởi vì sao cái chai rượu nó rất là quý, nó giá trị như thế này. Bà phải giữ cho tôi. Bây giờ mà đứa khác nó khợp mất cái chai rượu quý này là chết tôi đấy. Ai khợp của ông? Hả? Thế biết đâu. Cái nhà này để tôi cầm. Có mỗi ông Rình ông là nghiện rượu thôi. Thế nhá, nhớ đấy. Nhớ là giữ cho tôi. Nhớ chứ. Để tôi sang đấy. Sang lựa lời nói khéo. Hôm nọ tôi nói là vợ chồng bác ấy xui xui rồi đấy. Thế tôi đi nhá. Đi tôi đi tạm nhá. Chờ tôi tí. Mà này. Thế anh này. Anh là cái gì? Giữ cho tôi chai rượu. Thì tôi đang giữ đấy còn gì nữa. Tôi thấy nó quý từng giọt một. Chúng này mình giữ cho tôi chứ. Rượu này rượu quý. Rồi, tôi giữ cảm cho. Bất an thế nào. Tôi đi đây. Đúng là mấy tay nghiện rượu khác. Rượu còn quý hơn cả tính mạng. Quý. Và cũng quý thật đấy. Con chào mẹ. Ôi, thằng Quang về đi hả con? Trời ơi, mẹ không ạ? Mẹ khỏe, rắn giỏi đi. Dạ. Này, có phải vào khu cách ly mười mấy ngày không? Dạ, có nhưng con ổn mẹ ạ. Thế là mày về mười mấy ngày mà mày không điện cho mẹ biết à? Định dạ. Dành cho bố mẹ sự bất ngờ có đúng không? Dạ. Này, thế nào mà đầu chọc chữ lũi thế này? Ăn chữ gọn mẹ ạ. Cắt gọn à? Thế ăn uống gì chưa? Dạ, để con... mẹ đi nấu cho bát mì bò nhá. Dạ. Ơi mẹ, con ăn rồi, con ăn rồi. Có thật không? Dạ, con ăn rồi. Ê, có khi lại bụng nhịn đói lại cứ nói dối ấy. Dạ, không sao mẹ ơi, mẹ ngồi đây, dạ rồi, con ăn rồi. Ngồi đi con. Dạ. Sao về sớm thế con? Năm nay dịch bệnh, nên ai cũng được nghỉ sớm mẹ. À, thì làm ăn năm vừa rồi thế nào? Hai năm vừa rồi, khó khăn lắm. Nên hôm nay con về con cũng chả có gì biếu bố mẹ ạ. Anh cứ vác là cái xác về là bố mẹ vui mừng rồi. Dạ. Mấy năm vừa rồi thì ai chả khó khăn. Dạ. Không sao, không có quà, không có cáp, mẹ vẫn vui. Cứ nhìn thấy con ấy là mẹ mở cờ trong bụng rồi. Này. Nhưng mà không được. Sao mẹ? Thì anh có mua cái gì biếu bố vợ tương lai không? Còn chẳng biết mua cái gì đâu mẹ. Không được rồi. Bố mẹ thì không sao. Nhưng mà bố vợ tương lai ấy, là mình phải biết đối nhân xử thế. Mang tiếng đi Tây đi tàu về. Thế anh định sang chơi không à? Thì khó khăn thì sang chơi không có sao đâu mẹ. Này, anh đừng có học bố anh. Cái thằng bố anh như kìa. Bố tôi là chưa bao giờ được nửa chai rượu nhá. Bố vợ là phải coi như bố mình. Dạ. Thế mới cua được con nhà người ta. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Nói đến nửa chai rượu, mẹ nhớ thằng anh. Đây rồi. Có cái chai rượu quý. Rượu vang hả mẹ? Không có mắc cái tem gì hả mẹ? Không phải rượu vang đâu. Rượu quý, ngâm cao hổ cốt. Bố mày chôn 25 năm rồi mới đào lên. Nhưng mà tao ghét bố mày, tao không để cho uống. Mẹ cho con đem sang biếu bố vợ. Thế tốt quá mẹ ơi. Bố mày khỏe lắm rồi. Bố mày chưa uống hổ cốt đi là tao đã run hết cả người rồi. Hổ cốt là tao còn kiếp. Đấy, sang chơi với bố vợ là phải có chút quà, chút cáp. Mang tiếng đi Tây về để sang người không à? Dạ vâng ạ. Mà ra mua thêm mấy hộp bánh ngon, mua thêm cân giò, bảo là con biếu bố mẹ. Dạ. Con nhớ em quá,
nhớ thầy mẹ quá. Dạ. Về cái là con phải chạy sang ngay. Con phải sang nhà mình chơi luôn. Dạ, thấy chưa? Ạ. Có tiền chưa? Dạ, ít thì con có đủ ạ. Không ấy mẹ đưa cho mấy triệu đây này. Dạ thôi con đủ rồi ạ. Cứ để cái đồ đấy, dạ, để mẹ dạ. cất. Chạy sang đến ngay. Dạ. Nhá. Thế con đi luôn mẹ nhá. Ừ, đi đi luôn. Dạ đây. Dạ dạ dạ. Trời ơi vui quá. Năm nay là con gái mẹ ăn Tết không đủ cả rồi. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân. Vui quá bà. Ông đã về rồi đấy à? Ra đây cho thông báo một tin quan trọng. Có cái tin gì mà quan trọng? Này bác Vương đồng ý quan lấy con Thái rồi. Thì chả đồng ý. Ừ. Hôm qua tôi đã sàm trước với bác ấy rồi. À. Đã xui xui. Ừ. Nhưng mà phải có cái tiếng nói của ông. Đúng rồi. Này công nhận nhá. Nhà bác Vượng là nhà gia giáo, nền nếp. Tôi nhìn cái Thái là tôi ưng luôn. Ngoan. Cái nhà mình không gia giáo chắc. Thì nhà mình rồi nhưng mà nhà bác này có vẻ hơn. Này tốt đấy, tốt đấy. Gả vào cái nhà này mới là gả chứ đúng không? Môn đăng hộ đối. Thế thì tôi mới mê. Còn cái Thái nó cũng hiền lành ngoan ngoãn. Đúng rồi, con dâu là phải như thế bà. Hợp với cái thằng quan nhà mình quá. À mà nghe thấy ở ngoài đầu ngõ bảo là thằng Quang nó mới về có đúng không? Thằng Quang mới về. À thế à? Ô thế ông không gặp nó à? Không. Tôi bảo nó sang biếu ông thông gia chút quà ấy mà. Biếu thông gia chút quà? À nó sang đấy rồi. Ừ, thế hai bố con không gặp nhau ở đấy à? Đấy à, thì đúng rồi. Có khi là lúc tôi vào nhà bà Quỳnh. Khổ lắm. Lại láng phén Quỳnh rồi. Khổ lắm, vào nhà bà Quỳnh để hỏi ông Quỳnh có nhà không, có gì được, hơi tí được ghen tuông. Khổ ngồi đây. Này, thế con nó về nó có béo hay là nó gầy? Hả? Nó béo tốt. Béo tốt hay là được? Mỗi tội là năm nay nó bảo là Covid khó khăn. Ừ. Không làm ăn gì được. Thôi, giữ được cái sức khỏe tốt là được rồi. Covid như thế này là quan trọng nhất là cái sức khỏe. Đúng rồi. Thế này nó tôi cũng bảo nói có sức khỏe là có tất cả. Đúng. Không có gì phải buồn cả. Đúng rồi. Mà còn này, sức khỏe còn làm ra tiền bạc. Nhưng mà này, bà có hỏi xem nó sang nó biếu bố vợ nó cái gì không? Đi Tây đi tàu về mà không có cái gì người ta cười cho mặt ấy. Cái việc đấy mà ông phải lo. Tôi từ xưa đến giờ ấy, là người chu đáo tươm tất. Làm sao có cái chuyện cho con nó sang không được. Thế cho nó thế đi. Cho quà quý rồi. Tôi kẹo bánh kẹo à? Hay bánh gì? Kẹo, giò, rồi tôi đưa cho nó chai rượu, bảo đem sang biếu bố vợ. Ừ, đấy. Bà là mẹ là bà như thế là tuyệt vời. Tôi là tôi yêu bà ở cái chỗ này. Nó chu đáo từ ngày xưa. Đúng rồi, Tết nhất là phải cho bố vợ, biếu bố mẹ vợ rượu, chè, các thứ. Người ta mới quý, có đi có lại. Việc đấy mà ông phải khen. Khen tôi có mà khen cả năm. Đúng, thế thì tụi mình lấy bà chứ đúng không? Và ông thì phải chú đáo chứ. Đúng sao rồi. À mà này, khi vừa nãy bà bảo là rượu cái gì mà, bà mua ở đâu? Mua rượu của con à? Mua đâu? Thế đâu? Biếu chai rượu của nhà ấy. Chai rượu nào? Chai rượu của ông ấy. Chai rượu, ủa, tôi đẩy rượu gì. Cái chai nào? Cái chai mà lúc sáng ông bảo ngâm cao hổ cốt mà chôn hai mấy năm ấy. Cái gì? Thế rượu đẻo à? Không, ông nói lại nha. Cái chai rượu lúc sáng ấy, ông đưa cho tôi đấy. Cái chai rượu mà hạ thổ chứ. Tôi chết rồi. Ông đưa rượu giả à? Điền lắm rồi. Này! Ông làm sao đấy? Rượu không? Nói lại đi. Chai rượu nào? Chai rượu nào? Này. Chai rượu nào? Chai rượu của ông, có cái chai rượu thôi làm sao mà ông phải trừng trừng trần trần. Chai rượu 25 năm tôi hạ thổ hôm nay mới moi lên đúng không? Đúng rồi. Bà giết tôi rồi. Mày giết tao rồi. Mẹ con mày giết tao rồi. Này. Hả? Ông coi cái chai rượu hơn cả tôi à? Hai mươi mấy năm chưa bao giờ ông mày tao. Bà có biết cái chai rượu này nó quý như thế nào không? Quý thế nào? Nó là cái chai rượu là cái gì mà quý? À, chai rượu à? Đúng là đàn bà không hiểu, không biết một cái gì đâu. Bà có biết trong cái chai rượu nó có cái gì không? Hả? À, có cái cao hổ cốt cái gì? Có cái xương lá sen là cùng cái gì? Này, 100 lượng vàng tôi để ở trong đây đấy. Nhá. 100 lượng vàng chứ có phải im đâu. Bà giết. Tôi bà giết cái nhà này rồi. Hả? Ông tìm cớ, ông sinh sự cãi nhau với tôi đúng không?
À, không. Lấy đâu 100 lượng vàng nhét ở trong cái chai rượu đấy. À, đi săn nhà con Quỳnh. Con gì về bây giờ gây sự với vợ với con à? Này, bà im mồm đi nhá. Bà im mồm đánh tôi kìa. Hả? Con Quỳnh nào? Bà đừng có lấy cớ xong rồi bà bắt đầu bà xin sự bà ghen tuông cái gì. Hả, con Quỳnh nào? Bà có biết là trong đấy nó là cả một cái gia tài này không? Hả? Hai viên ngọc gia bảo nó nằm ở trong đấy đấy. Nó đi sang đấy lâu chưa? Nó sang một lúc cơ. Ông nói thật hay là nói đùa? Tôi nói đùa bà làm gì? Hai viên ngọc gia bảo bây giờ nếu bán ra là 100 lượng vàng. Đúng rồi. Ngày xưa tôi nghe đồn cụ nhà mình có hai viên ngọc gia bảo. Chứ còn gì nữa? Ông nhét trong chai rượu. Đúng rồi. Ôi trời ơi bà ơi. Tỉnh lại đi. Này, tỉnh lại đi, đến đây tôi hỏi đã. Nhanh, cứ bình tĩnh. Biết đâu ta lại lấy lại được. Này, con nó đi lâu chưa? Nó đi được một lúc rồi. Đi một lúc rồi gì? Nó đi một lúc rồi gì? Mày giết tao đấy. Tôi nhớ mồm. Nó đi được bao nhiêu phút? Nửa tiếng rồi. Nửa tiếng à? Có khi nhà đấy nó bán rồi thì còn gì nữa. Mẹ con mày giết tao rồi. Thôi bây giờ tao sáng tao đòi. Không có thông gia gì hết. Riêng thằng thông gia đấy tao giải tán luôn. Này, Lựa lời gì? Đừng vì hai viên ngọc mà đổ vỡ hạnh phúc của con. Không hạnh phúc gì hết. Không lấy được cái chai rượu hai viên ngọc gia bảo, tao thề tao không về cái nhà này luôn. Ông Tôi bảo. Tôi bảo. Bảo gì? Này, bảo gì? Ông sang đấy, ông bảo với gia đình, bảo với cả ông vừa là cháu nhà em nó không biết, nó cầm cái chai rượu giảm biếu ông, uống vào chết nòi mắt ấy, cho em xin lại, em biếu bác chai sang khác ngon hơn. Nhưng tôi dặn bà luôn nhé, lần sau nhé, tôi dặn cái gì là phải làm theo. Tôi bảo giữ cái chai rượu quý đấy cho tôi, bà không nghe, lần này mà mất chai rượu này bà chết với tôi, nghe chưa? Tôi cũng dặn ông nhé, lần sau nhá, không được cất của riêng như vậy nhá. Vợ không biết, con không biết nhá. Bà mà tìm ra có quyển dư nữa, bà xé xác cái con đùa đâu. Được rồi, không tìm ra chai rượu chết với tôi. Đi đòi chai rượu vào đây. Đợi đấy. Ôi trời ơi, trời đất ơi, chồng với cha con, hai viên ngọc phỉ thúy mà nó giấu trong chai rượu. Cái gì thế mẹ? Con về đây. Quang về rồi con? Dạ. Chai rượu đâu? Chai rượu làm sao? Chai rượu nào đâu? Con biếu bố vợ con rồi. Trời ơi, mày giết mẹ rồi con ơi, Sang. À không phải giết mẹ, mày giết bố mày rồi. Bố vợ mày. Làm sao? Sang, đòi lại chai rượu cho mẹ. Chai rượu hay chai rượu đảo? Con phải sang đòi lại ngay. Bố vợ mày mà uống vào cái chết nòi mắt đấy. Bảo là rượu quý. Mẹ không biết, mẹ đưa nhầm chai rượu giảm nhá. Cái chai rượu quý ở trong nhà cơ. Sang đòi về ngay rồi mẹ đưa cho chai rượu khác. Nhanh lên, mày nhìn cái gì? Tao giết sống mày bây giờ. Trời ơi, không biết có còn được không đây, không biết có lấy được không đây. Cái cha Phượng là cái cha nghiện rượu ấy. Nó có mà nó uống luôn. Nó uống luôn cả hai viên ngọc phỉ thúy nhà mình chứ không đùa đâu. Ôi giời, mừng quá bà. Ủa cái đỏ mất đi luôn. Ông đòi được rồi à? Ơi đúng chai rượu cho mình rồi. Này. Ôi tôi nhờ cái trình ngoại giao của tôi mà tôi lấy được cái chai rượu đi về. Ôi mình lại ấm no rồi bà. Ông khéo thật đấy. Này, thế có mất lòng ông tham gia không? Không. Rồi cái trình ngoại giao của tôi thì bà phải yên tâm. Thế ông làm nào mà lấy được? Hả? Tôi sang tôi chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi là ông ấy gửi lại chai rượu. Thế à? Kẻ cũng ngại ông nhỉ. Biếu rồi mà lại đòi lại. Mà mặt ông sao đấy? Không. Sang này con chó ấy, nó lại thế nào nó sồ đúng vào mặt tôi. Con chó thật, vừa mất dạy vừa khốn nạn. Chó vô giáo dục. Ông đây này nó sồ vào phát. Đau quá. Đấy con chó nó còn ghét. Con chó nó lấy mất cái kính của tôi rồi. Ăn rơi thôi ở bên đấy. Rơi bên đấy à? May quá lấy được cái chai rượu là tốt rồi. Thôi mất cái kính mà còn cái chai rượu. Nói chung là ông thông gia ông tốt.
Ờ đúng rồi, sọc 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 cái này. Đúng là ông không có lừa tôi. Ừ. Mà ông nhá, định găm hai cái viên ngọc phỉ thúy này cho con nào? Găm cái gì? Tôi mà không cho vào đấy á, bà mà biết thì bà cũng bán từ lâu rồi. Đúng không? Mừng quá không ạ? Thế thôi, thôi mở ra cho uống hết rượu cũng được. Ờ, đấy. Miễn là còn ngọc. Đúng. Ờ, mà nhà có khách kìa. Có khách. Hay là thằng... Chào hay ông bà. Ôi chào bác Vương, bác vào uống nước. Ngại quá. Nước ở nhà tôi có sẵn, không hiểu không? Sao thế bác? Sang đây thì hôm nay là 29 Tết rồi. Tôi nói luôn, gia riêng là cũng không phải dặn ngõ ăn hỏi gì đâu. Chuyện của thằng Quang với con Thắm coi như là kết thúc tại đây nha. Okay, con bác. Thái với thằng Quang là dừng hình, không cần đi sâu đi xa làm gì nha. Bác ơi, sao lại thế? Có mỗi cái chai rượu thôi mà, để em lấy cho bác mấy chai rượu mạnh hơn, này, rượu này, ngon này, hơn. Này, này, bà đừng nghĩ tôi uống rượu mà bà nói về cái chai rượu nhá. Cái chai rượu chỉ là cái chuyện nhỏ, đối với tôi là tầm thường và bình thường. Cái việc lớn là việc khác cơ. Việc gì bác? Ông ơi. Đây này, mà nhìn mặt tôi đây này, việc gì nhìn mặt đây này. Tôi biết là tôi làm sao? Tôi sai, tôi biết là tôi sai rồi. Bà có chồng không biết dạy chồng. Để nó sang nó đống thằng thông gia tương lai vỡ mặt như thế này. Đòi thì đòi anh phải lịch sự nhẹ nhàng một câu. Rồi thì vào lao thẳng như cái thằng trộm cướp ấy. Thì... xin lỗi nha, không nhẹ cái thế. Thằng Quang à, thì tôi đấm nó vỡ mặt nó ra luôn. Ở qua đây ông cũng đấm vào mặt tôi đây. Chứ còn ông có kém gì tôi đâu. Thế bây giờ thống nhất thế này nhá. Ngày nay tôi cũng nói luôn, cuối năm rồi. Thứ nhất là Tết ông bà không phải sang nhà tôi nữa. Đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai, bảo cái thằng Quang cũng đừng vác mặt sang nhà tôi nữa. Việc thứ ba, cái chuyện thằng Quang với con Thái kết thúc. Ông ơi, thế là đổ vỡ rồi. Người ơi có nhớ có thương một người, còn mơ những lúc đón đưa trong đời. Ân tình tựa như mây cao hay chỉ là trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thơ rồi, người đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đi rồi mà xa ngàn khơi. Nghe thương sâu xót xa lòng tôi, còn đâu em ơi hương xưa một thời. Tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang. Bỏ tôi khóc duyên bẻ bàng.
ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn để đêm cuối nói cho cạn lời ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thơ rồi, người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi, đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn hơi, nghe thương sâu xót xa lòng tôi. Còn đâu em ơi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bể bờ. Xưa lạ nhau chung một đường kẻ trước mà là người sau, chàng nàng đi theo nàng hát phù vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình, gái đoan chàng dễ đâu mà làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm, khi đêm sang đom đóm đong đưa, giờ nàng đã ngủ chưa, đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm, gom suy tư thao thức đêm khuya, chàng bèn viết lá thư. Khi xưa còn thơ, tuy thường thầm nhìn nhau cứ lặng câm, chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu, nàng đội hoa theo chồng, nước mắt dâu rớt trên bờ sông, đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Chả cần nhá, phút bốn tới phút hai gấp tưởng đẹp dai lắm đấy.